dây phò sao bà bôn khi mình đôi bà bôn kì anh dây phò chẳng bàn đây thầm mạch bóng ôm gần mừng hả lén lén tư ở xin ngát tư hãy ông nhóm ta đôi kê mấy ngàn ta đôi mình nữ kia cơ nữ là dây phò á hãy chẳng hát bà lọc dơ ấy nè tụi anh khơi ngày chiếc chạp tiền hãy ấy bà bôn khi nhóm mình đôi bà bôn kì bóng ôm cho mưa ta châu cầm mình á cái đây sọc nạc bòn đó phê hãy bòn xảy mưa ní cà châu tới bàn đây thầm mạch cái đầm rơi khi tư bàn khi nhé chụp đây bà bôn hai cùng thưa bạp chất khí nìa rộp thác bôn phát đó là con xây bu chụp mà nụ lo tơ mách bàn thì dây hình chấn hết ấy bà bôn muốn mình đôi bà bôn cao hê xe phọc nhóm mắt miên phọc ấy bị gọt thì bẹp bài khí nìa có bài làng sát làng nghiêm làng sát chân mà nó chân dây chân nhóm mắt miên phọc ấy dây mên ta nhóm xe ta ca nghe nhóm mới nè bố bố mưa nhóm mới phó ấy thế là khao nhóm mới phó ấy từng ớt ớt phó mỏng á mưa là khao nhóm mới phó ấy mình tịt cái nè nhóm mới phó ấy thế mà ngay đứng trong cả lạc khai mà khai đó nhóm mới phó ấy bị coi đi ớt xó mỏng ớt phó ấy từng ớt thế mà thư ai nè coi phó ấy nè đầy xó rọt chân drama trong Facebook đâu là phụ xe thế em thư anh ấy nè bà bần cái nhà mình đơn bà bần kia à nà ta đôi cái nè tụi bay mục vi sử dụng kia ô vi em ai mình khua sử dụng kia đó nè bó cái lẹ nhưng sắp bấm phát tưởng do nhóm tập riêng bà đôi mùi nạp xe nhưng sắp mên dễ mê xài xài dơ lắm chăm cho nạm mơ còn ai nhớ đôi bà bần hẳn hiếp còn ai nhớ đôi bà bần hẳn lúc ấy bà bần chê bà bần cho xong xa bông hôn chê xong xa bông hôn cho là ôi bà xong xa dương là ôi dương vô kê thơ bà bôn tắc của mà vô nhóm nhưng vậy men nghe xây bông muốn anh chê còn ai nghe chê anh cái đau dừng kia anh sắp dừng kia à bị nâng vậy men tên anh em sắp dừng kia à hướng chân nhưng bè ta sẽ lắng nhóm còn vô nhạc xây mà bệnh tiệp mùi nhóm ạ được cái này tê nhóm khơi nhé nhóm ngờ bị đê lắng nhóm mà mình thấy ấy nhóm lai ấy vậy các phát men đã bông ổn anh nhóm tất đôi ở nhà nhóm đôi kê mày cắt chăm đâm mà nữ cứ khó khí áp mẹ được khí khí là nam nè được khí tì nên lơ lô cây đi hai cùng tiêm tia khiêm tôi đôi kê nhóm đôi kê ạc ca phụ khí nhóm cứ nhóm kê cứ kê chả rắc này sai khí nhóm cứ bạch nặng chăm tiêm tia khiêm tôi đôi kê mạnh tao ở ngay nhóm xây ở chút đây nhóm à lâu mà chút bừng chỉ vật đây bôn đi bộ ngọt vô đây nhóm nè bụi nhóm dây thỏ có kê nóng phật lại khí nhóm nâng cót miến bà nhà mùi nhóm dây thơ bom ôn lên chưa nhóm nhóm miên bài nhà môi mùi bên đây nhóm bông ôn chư ạ tập đây nhóm đăng nhóm lành dạ đăng cầm hôn nhóm bay kê ạ đăng cầm hôn nhóm bay kê ạ chẳng mấy nhóm gì phiêu phụ tỏ cầm hôn nhóm miên môi cốt cứ mình ban bằng bình tôi này ti chỉ phép là gì đăng là o tôi này ti chỉ phép là gì đăng là o nhé tờ bên tiết miên ai ghê khá mình ở đây luôn phê hết cứ lúc rồi mình đam bái ở đây mình bao khả ái mình vô cho tục đặt mình mơ thay bên đây khuyên phê bởi liệu cực rồi bên đây chọp lại khi bà đang lên giang nhóm á mình ta mua cốt tôi này tiên nhóm mắn ban bằng bên tôi này tiên chỉ phải để dễ đào lò nè không à tôi này tiên chỉ phải để dễ đào lò đó cái nhẹ mà dường tiền hai cái cắt lại dương cho ta tiết phó tang để cái nhóm ban dễ đạt nhóm ở đây ban đam bài ở đây tê em phó tang rồi nào cho dùm rong kia trong mình ao kê thử cực đi anh ơi anh cái tay nó mê tử vi có tha và đây nhóm con của cô xây xây ở nhóm thường ở chẳng nghề chẳng á đây nhóm mặt tôi vô bầm nồi tế nhưng mà chị áo của nhóm mặt tôi vô bầm nồi tế nha mê tử vi có ban phẹp mà nhóm môi bị bay buôn chẳng ok nhóm tha bay tê kê bà luôn nhóm hay cái định vệ tài làm bay tôi ca lãnh lạc này á bông ôn á đầm bay tôi ca lãnh lạc này chân nhóm còn mình thằng ấy đai ok lên cái lên cho bà ở chân đấy dương là mùi kia còn nơi gật cát đấy mẹ nế đứa dương là ngã còn nơi mùi kia cát bà dương ở chân mùi kia ấy ok nhưng ta bà quát ở chất và quát lên tới vùi nhóm trọng dậy nhóm ca lái ấy bà ta có nhóm lên đấy cái nhóm ọt lên tê kè ở tay bà sân chia quát lên nhóm còn lên cho hay quát mình nhạc xếng và quát vô cái tay vùi ấy nè nà lọ chứ nhóm còn vô cái tay ủa lỡ có chút mình đừng lo anh chân hay có thủ nơi mùi kia bàn sọc cân hay nhóm bẹp mùi tiết cả bất nhóm ở thời gian mình dưới nó không có lái ấy tê thử bay nghe đời sọc sạc tơ
Đã xa tại tìm mua nhóm thời tục cái hào ta chồng hoa bê về lý á. Ừ có hợp cả sự nghiệp luôn nhóm nâng cột đai. Cột xong ta ai lên kia nâng đạch bày khai ấy tơ chồng ai nhóm nâng dậy cái nông ca lai ta. Vì tập ban mạng ngay nâng tê. Chân nhóm có phải tha ở đây tê. Bờ bọn ngay đang lên ôn và lên tơ nhóm mấy ta ấy anh miên chùm lũ ấy đừng có. Bên ta ở đây để nhóm hô chết. Nơi to ngay nâng nhóm nơi ta hô chết nâng biệt bà đăng để bà đăng lên nhóm. Vì bọt ấy đăng hả. Nhưng mà ban cổ rụp nâng bẩm bênh tua nè ti chì phẹ là gì à. Ngọc ôn vô lệ. Vô lại. Vì ta bẩm bôn đi mai. Bẩm bôn thở từ nơi tia. Ai đây thơ 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 ngọt. Hai bà tọa mà tiếp thở liên chan. Thở bọc ai thở bố tia thở chú tia. Thở ơn. Cho ai đây bởi nhóm chỉ nè hổ xí nhóm hình là tập viết chua nè thằng ơn thằng ta. Đừng chăng. Hay ơn nhóm ta đá ta mấy. Ô mày ngại bo tỏ lá đây nhóm tiệt nó không lan còn hơi nhóm mưa côn mưa ai món à thế cho nè sao dùng mấy sao chứ nhưng mà cái má nhưng gì men nhưng mà cái má món thay vật mặt cái má ắt yên mà nàng coi ở kia từ ấy từng coi chăm cọp con ngon ngọt nữ bản á anh nàng từng coi chăm cọp con chăm đá tam. Ơ thơ mày khuôn chuột nữ. Thôi làm lãng vào đây. Ê kế. Trông cà phê ao ấy. Trông ta ao ấy. À lại cái lên ai cho mặt. À riêng. Công an luôn thấy át rồi nè nha. Mê nhé. Át ấy lôi nhé. Ôi. Bay gôn. Cái giày na đôi khi nhóm nghe đây lên cái này là vài chất đấy mình khó xung khăn thần liệu mới có đã vô tranh với tiệm bạn cân ngừng ấy mình cân ngừng ấy tê cân ngừng phô nhưng mà ta thường ấy thường tới cùng phô sao bà bùn cho mình đôi bà bùn ghê à anh à, đôi cái đĩa cuốt chứ. Nó lơ lột nó mình xảy nát đôi cái nế bọc ô cất mưa. Nhưng ta càng nghĩ vệnh bài mà càng nghĩ gì. Đây đi. Không cất mạch lô xin đi thầy. Đây. Chờ là cất sợ ấy à. Khâu chất chia tùm nguồn. Khâu chất tràn đồng. Khai tớ chia tùm lôm. Trời ơi nhóm mình mãi tiết ai. Trời mà, what the fuck, anh à. Cao chịt ni à, miến chú mua tao mày mãi vào đây lên nha.